Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Diễn biến của thị trường ở phiên giao dịch ngày hôm nay nó tiếp tục là một phiên rung lắc. Trong phiên sáng thì rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh, nhưng dần sang đến phiên chiều thì thị trường cũng như là nhiều cổ phiếu nó dần lịm đi, nó dần đuối đi vào cái phiên chiều. Và có những cổ phiếu trong cái phiên sáng nó tăng 4 đến 5%, nhưng mà sang đến phiên chiều, kết phiên chiều nó đóng cửa ở cái mức giá đỏ. Nó khiến cho tâm lý của nhà đầu tư của phần lớn nhà đầu tư ở giai đoạn hiện tại nó rơi vào cái trạng thái bất an, nó rơi vào cái trạng thái rất là chán à. Nguyên cả một giai đoạn vừa qua, đầu tư mua bán chưa kiếm lợi nhuận, vừa mới quay lại giải ngân phát thì dính ngay cái nhịp rung lắc, dính ngay cái nhịp chỉnh của thị trường. Như theo cái đánh giá của mình thì ở cái vùng hiện tại, thị trường nó cũng tương đồng so với cái hồi ngày 14 15 tháng 5 vừa qua. Có thể ở phiên ngày hôm nay nó hoạt động tương đồng như ngày 14 tháng 5 Đầu phiên tăng mạnh, sau đó cuối phiên nó đuối dần Và sang đến phiên hôm sau nó lại tiếp tục mở gáp tăng mạnh Đánh rất khó chịu, đánh tương tự giống như ở hồi giữa tháng 5 Và mình đánh giá thì nó cũng có những cái nét tương đồng Như ở cái giai đoạn ở hồi nửa cuối tháng 5 năm 2023 Trước khi thị trường nó xác nhận vào một cái xu hướng mới Và từ nay đến cuối tháng 7 thì mình đánh giá là thị trường nó sẽ tiếp diễn những phiên rung lắc ở quanh vùng 1280 đến vùng 1300 điểm khi mà nhiều doanh nghiệp công bố về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của quý 2 năm 2024. Cộng với việc nhiều lãnh đạo, nhiều thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp mang cổ phiếu ra chốt lời. FTS, tổng giám đốc của FTS muốn bán bớt cổ phiếu để giải quyết nhu cầu cá nhân thế đây là việc chốt lời còn gì nữa đúng không hay như đa cô vậy lãnh đạo đa cô bán đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu thì chính những cái thông tin này này nó sẽ tác động phần nào đến cổ phiếu trong ngắn hạn thứ nhất là nhiều nhà đầu tư nhỏ này đọc được những cái thông tin này sẽ mang cổ phiếu ra bán không cần biết là cổ phiếu tốt hay xấu mang cổ phiếu ra bán bởi vì về lãnh đạo doanh nghiệp bán thì không có lý do gì để nhà đầu tư nhỏ lẻ cầm cổ phiếu đấy là cái suy nghĩ của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ và đây cũng chính là cái lý do giải thích cho cái nguyên nhân vì sao cứ đến mỗi mùa báo cáo kết quả kinh doanh nó được công bố cứ đến mỗi mùa báo cáo tài chính nó được công bố là nhiều cổ phiếu nó bước vào cái giai đoạn rung lắc mạnh và nhiều cổ phiếu đang hoạt động ở dưới vùng dưới đáy nó tiếp tục chịu cái tác động từ việc là kết quả kinh doanh nó không được như mong muốn không được như kỳ vọng thì cổ phiếu nó tiếp tục nó phá đáy để tiếp tục giảm nó vẫn lửa hôm nay giảm phá đấy, test lại cái đấy ở hồi tháng 10 năm 2023, hay như thằng VND tiếp tục giảm như phá đấy này, test lại hồi tháng 10 năm ngoái này, hay như là đất xanh cũng vậy là đang test lại thậm chí test lại cái vùng nền giá của cái giai đoạn tháng 5 giai đoạn đầu năm 2023 thì những cổ phiếu này nó tiếp tục chịu cái tác động chịu cái áp lực đến từ việc kết quả kinh doanh nó không được như kỳ vọng, còn những cổ phiếu ở kênh trên nó gặp áp lực rung lắc vì thứ nhất là nhiều nhà đầu tư chốt lời, lãnh đạo còn mang cổ phiếu ra chốt lời, nên giai đoạn này anh chị em sẽ còn thấy sẽ còn tiếp tục thấy những phiên rung lắc nó tiếp diễn từ nay cho đến cuối tháng 7 khi mà báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nó dần lộ diện. Còn như thằng MBB, kết quả kinh doanh thì hoạt động rất tốt, rất tích cực. Nên là tăng trưởng tín dụng rất ấn tượng với cái mức tăng là 9,1% so với con số ước tính là 6% tại thời điểm giữa tháng 5 của MBB. Zoom tín dụng của thằng MBB thì nó được cấp cấp tới 15,5%. Đây cũng chính là cái yếu tố tích cực giúp cho thằng MBB nó hoạt động gần như là tích cực nhất trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì sáng nay mình có báo anh em mua đầu phiên, mua quanh vùng 23 cộng trừ đầu phiên. Thì kết phiên anh chị em đã bắt đầu có khoản lãi để nó đệm cái vị thế của anh chị em trước rồi. Anh chị em mà muốn mua gia tăng những cái này thì tiếp tục chờ thêm cái tín hiệu để gia tăng có thể một vài phiên tới nó sẽ test lại nó kiểm tra lại quanh vùng 23.323.5. Sau đó nó tiếp tục đánh theo kiểu vòng cung này đi lên. Nó đánh tương tự giống như vùng này. Mà thằng MBB trong thời gian tới mà nó vào sóng nó sẽ tăng khoảng 30%. Nó như cái vùng này thôi. Cái nền tích lũy này nhìn chung thì nó tương đồng so với cái hồi tháng 12 từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái. Đã giúp cho thằng MBB nó bước vào một nhịp tăng khoảng 30% Thì gian tới mình đánh giá thằng MBB nó sẽ có một cái nhịp tăng khoảng 30% Nó tiến lên đến vùng 30 cộng trừ cơ Đấy anh chị em mà chưa cầm thằng MBB Thì phải tìm thời điểm phù hợp để giải ngân Nhưng có thể nó chưa tăng mạnh ngay đâu Nó còn rung lắc quanh cái vùng này này Quanh vùng 23.5 cộng trừ Còn một số cổ phiếu vận động Nó chưa được như kỳ vọng Đó là thằng Đạt Phương Hôm nay thì mình kỳ vọng nó sẽ giữ được cái mức giá cao nhất phiên là quanh cái vùng 61.5 Nằm trên 61.5 Nhưng cuối phiên thì nó dần đuối dần Để nó rũ bỏ một số anh em Một số anh em FOMO đầu phiên ngày hôm nay Mua giá cao nhất ngày hôm nay là cuối phiên lỗ ngay 4% Hơi đen, hơi đen cho một số anh em mà đu ngày hôm nay Thằng này nó còn tích cực hay không? Liệu anh em đu ngày hôm nay thì có gặp nhiều rủi ro hay không? Lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết thằng Đạt Phương Để anh em nào lỡ có mua đuổi hôm nay thì còn biết cái hướng xử lý trong một vài phiên tới anh em nhé về diễn biến thị trường của chúng ta ở thời điểm này ở phiên ngày hôm nay mình đánh giá là có những nét tương đồng nhá tương đồng so với phiên này, này so với phiên ngày 14 tháng 5 trong trường hợp mà ngày mai thị trường tiếp tục mở gáp đi lên và sau đó nó giữ được cái mức điểm số cao nhất phiên quanh cái vùng 1290 và 295 có thể một vài phiên sau đó thị trường nó sẽ tiến lên đến 1310 cộng trừ sau khi tiến lên đến vùng này khả năng lúc đó Thì nó mới chính thức nó xuất hiện cái nhịp rung lắc mạnh Và có thể cái nhịp rung lắc này Lúc đấy thì nó sẽ quay về quanh 1250 cộng trừ Để kiểm tra lại cái gáp này này Kiểm tra lại cái gáp được mở ra Ở ngày mùng 2 tháng 7 Thực ra là anh chị em rơi vào cái trạng thái chán nản Ở phiên ngày hôm nay Đa phần là anh chị em gặp phải khoản lỗ Làm sao để tránh sau này rơi vào cái trạng thái tương tự thì anh chị em nên mua cổ phiếu đúng điểm và cần phải nhanh chóng cơ cấu ra nếu như cổ phiếu nó hoạt động không như kỳ vọng thì nó sẽ giúp anh chị em gần như là không bao giờ rơi vào cái trạng thái kẹt hàng để và anh chị em không nên mua đuổi một FOMO cổ phiếu bởi vì một cái yếu tố là nhìn thấy giai đoạn trước đây cổ phiếu nó tăng mạnh quá ví dụ như là cái nhóm công nghệ giai đoạn này anh chị em hạn chế nhé phải hạn chế nhảy vào nhóm công nghệ ở giai đoạn này ví dụ những cổ phiếu như vgi nó tăng cao quá rồi vtp là tăng cao quá rồi anh chị em mua trong trường hợp nó lên thì không sao nó sẽ giúp anh chị em có lợi nhuận nhưng trong trường hợp mà nó không lên nữa mà nó bước vào dạng phân phối thì nó sẽ khiến cho anh chị em gặp phải trái đắng về diễn biến thị trường của chúng ta ở phiên ngày hôm nay có cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó hoạt động tích cực với những cổ như BID này như HD Bank tăng vượt đỉnh này như MBB bắt đầu bước vào cái xu hướng này hay như là CTG thì đã tăng trở lại xu hướng này hay Tiên Phong Bank đang ở trong xu hướng này Vpbank thì nó được cấp cái dung tín dụng cũng khá là lớn, khả năng thay thời gian tới nó cũng sẽ bước vào cái nhịp tăng này, nó đang có một nền tích lũy khá là dài. Cái nhóm ngân hàng sẽ là cái nhóm cổ phiếu anh chị em cần phải chú ý trong thời gian tới. Khi mà thị trường tăng được vượt đỉnh ấy, thì sẽ có cái sự góp sức rất lớn đến từ cái nhóm ngân hàng khi mà nhiều cổ phiếu ngân hàng nó đang ở trong một cái thế thế tích lũy và đang hướng lên. Ví dụ những cổ phiếu như là cái điểm mua mới trong thời gian tới thì mình đánh giá tích cực nhất là thằng MBB. Phía trước thằng MBB có thằng LP Bank và cái thằng thằng, thằng, thằng HD Bank. Thằng Techcombank thì nó đang gặp phải cái nhịp rũ ở cái vùng đỉnh cũ, nó chưa lên được, chưa ngoi lại lên được. Nó đang test lại đấy, lần test lại đấy là lần test lại đấy thứ hai, này. lần thứ nhất này, lần test lại thứ nhất này, lần test lại thứ hai. Này. Trong thời gian tới mà nó tăng trở lại xu hướng được ấy thì Techcombank nó lại ngon. Techcombank thì cái tỷ lệ casa xa nó rất là cao. Thì thằng Techcombank lúc đấy nó mới ngon được Còn MBB nó trở lại xuống trước rồi Thì MBB anh chị em mà chưa tham gia Phải canh cái điểm vào phù hợp nhanh chóng Để có cái vị thế Không dám mua nhiều Thì cầm ít thôi đã Thì thời gian tới khi mà thị trường có thể tăng vượt đỉnh được Mà nhiều cổ phiếu khác nó bước vào một giai đoạn tái tích lũy Thì khả năng là sẽ có cái sự góp sức rất lớn đến từ nhóm ngân hàng Thì anh chị em cần phải ưu tiên Khoảng 3 cổ phiếu khỏe nhất nhóm ngân hàng mà nó có nó cho chúng ta cái điểm mua mới mua an toàn thì anh chị em cần phải chú ý cần phải chú ý đặc biệt có thể là SHB cũng có thể là VB Bank nhưng mình thì mình ưu tiên nhất là thằng MBB nhưng anh chị em cũng không nên dành tỷ trọng quá cao không nên ôn in hay không nên cầm đến 50 tỷ trọng dành cho người nhóm ngân hàng chỉ nên cầm khoảng 20 30 thôi không nên cầm quá nhiều không nên ôn in một cổ phiếu có vẻ là nhóm bất động sản kết quả kinh doanh của quý 2 này nó không được như khả quan nhưng giảm khi mà báo cáo kết quả kinh doanh nó được công bố nhỉ này một vài với tới khi báo cáo chính thức nó được công bố nó giảm về đây này sau đó báo cáo kết quả kinh doanh chính thức công bố nó giảm thêm khoảng một hai phiên nữa có thể về quanh 19 này, này sau đó nó xác nhận đảo chiều rút chân đi lên ấy. có thể nó sẽ tạo đáy ở quanh vùng này đấy là những người như phát đạt hay như thằng đích thì nếu như một thời gian tới mà nó xuất hiện cái báo cáo kết quả kinh doanh ấy, mà khiến cho cổ phiếu giảm mạnh thì nó sẽ test lại quanh vùng 23 24, sau đó nó sẽ xác nhận đảo chiều và đi lên. Đấy là kịch bản viên mãn, kịch bản đẹp nhất mà chúng ta có thể kỳ vọng cho nhóm bất động sản. Như mình thì mình chưa ưu tiên, mình chưa khuyến nghị mua mới, chưa khuyến nghị quay trở lại cái nhóm bất động sản này vì nhóm này vẫn là nhóm hoạt động nó tương đối yếu. Chúng ta chỉ nên ưu tiên những cổ phiếu vận động tích cực hơn hẳn so với thị trường. Có thể là những cổ phiếu như Đạt Phương này hay như Nam Long thì hôm nay hoạt động tích cực này. Nó test lại về quanh 43.5 cộng trừ sau đó tiếp tục đánh hướng lên thì đấy là vận động của những cổ phiếu kênh trên nó rung lắc khi gặp cả kháng cự ở bên trên và sau đó quay về hỗ trợ nhưng anh chị em để ý cái tín hiệu này quan trọng cho mình là cái đáy của nó nâng dần lên những cái đáy càng về phía bên phải thì cái đáy của nó càng nâng dần lên đây là một trong những tín hiệu tích cực mà chúng ta cần thấy từ những buổi khỏe ngay ở như đạt phương ấy những cái tín hiệu nâng đáy này test lại sau đó nâng đáy này test lại nâng đáy này thì đây là những tín hiệu tích cực, hay kể cả những DGC là những tín hiệu nâng đẩy. Phiên ngày hôm nay là một phiên rút chân tương đối tích cực, có khả năng là thằng Đức Giang ngày mai tiếp tục đi lên, nó lại tiếp tục nó chạm quanh 131. Thay nó cũng có hoạt động siết chặt dần siết chặt về nền giá. Khả năng thời gian tới khi mà thị trường cân bằng xong, khi thị trường vượt đỉnh thì cũng có thể sẽ là lúc mà thằng Đức Giang nó tăng mạnh vượt đỉnh, nó bước vào một giai đoạn chạy nước rút. Thay thì nó có một cái nền giá tích lũy trong khoảng 4 tháng rồi thì có thể gom dần quanh cái vùng tham chiếu quanh cái vùng 125 gỗ trừ nhưng trong trường hợp rủi ro ấy, thì nên ưu tiên cơ cấu nếu như mà không giữ được cái mức giá 120 thì cái vị thế anh chị em gom dần đó thì anh chị em nên ưu tiên cơ cấu giữ vốn để chờ vào lại sau còn trong trường hợp nó quay về đây sau đó thì nó lại rút chân lên nhưng với một cái kịch bản mà nó hoạt động không như kỳ vọng ấy, nó giảm về đây sau đó nó hướng lên ấy, thì anh chị em sẽ có cái mua test cung điểm mua sau rũ sau này để anh chị em tham gia. Anh chị em nhé, thằng này nó dần siết chặt sang phía bên phải, dần siết chặt cái nền giá của chỉ số Phái sinh, anh chị em sẽ thấy nó cũng đang dần siết chặt, nó cũng đang thu hẹp dần lại cái biên độ thứ nhất, nó đang nâng dần cái đáy lên là thứ hai, anh em thấy không? Sau mỗi lần điều chỉnh, sau mỗi lần rung lắc, cái đáy của nó lại nâng dần lên. thì đây là một trong những tín hiệu tương đối tích cực mà chỉ số Phái sinh nó làm được cho đến thời điểm hiện tại. Với diễn biến này thì mình đánh giá khả năng là chỉ số phái sinh sắp tới nó tăng mạnh khá là cao. Nó sẽ vượt qua vùng cản này, có thể nó sẽ tiến lên đến 1336 xong nó lại rung lắc, nó siết lại thêm nhịp nữa. Sau khi siết lại thì lúc này nó chính thức nó tăng và nhịp tăng tới thì khả năng sẽ tăng lên đến 1389, 1388. Anh em nhá. Đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường cũng như chỉ số phái sinh. Khi mà thị trường tăng mạnh vượt đỉnh thì cũng có thể là cái thời điểm mà cái nhóm bất động sản là thứ nhất một số cổ phiếu hoạt động yếu hơn thị trường là thứ hai nó xác nhận đảo chiều để trở lại cái xu hướng tăng trong thời gian tới đấy là kịch bản tích cực nhất mà chúng ta có thể kỳ vọng với thị trường cũng như là diễn biến của các cổ phiếu trên thị trường kể cả các cổ phiếu khỏe nó đang tiệm cận đỉnh thì nó sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút các cổ phiếu yếu nó đang dò đáy đang tìm đáy mới ví dụ như novaland đang tìm đáy mới như đất xanh đang tìm đáy mới thì nó sẽ xác nhận đảo chiều cho một cái nhịp hồi phục trong thời gian tới. Có thể khi những cái này nó tạo đáy mới trong thời gian tới, nó còn đi ngang ở dưới vùng dưới này còn lâu. Nên đây là lý do vì sao anh chị em không nên gồng lỗ bất kỳ một cổ phiếu nào mà nên ưu tiên cơ cấu khi khoản lỗ nó còn dễ xử lý. Thường ấy khi mình quyết định mình bán một cổ phiếu, khi nó không giữ được cái đường EMA 20 ngày thì mình sẽ mang cổ phiếu ra mình bán. Ví dụ như một cổ phiếu anh em quyết định mua. Như ở giai đoạn này thì mình mua từ ngày mùng 2 tháng 7 cơ. Còn mua chính là mua ngày mùng 5 tháng 7 cơ. Một phiên nó xác nhận trở lại xu hướng. Cái đường xu hướng mình hay sử dụng là cái đường EMA 20 ngày để anh em đỡ thắc mắc. Và sau đó trong một quá trình đi lên, ít nhất là trong ngắn hạn nó không nên thủng cái đường EMA 20 ngày. Một khi nó không giữ được đường EMA 20 ngày thì chứng tỏ cổ phiếu này hoạt động tương đối yếu, nó chưa trở lại được xu hướng ngay thì anh em nên cơ cấu ra trong ngắn hạn và chờ tham gia lại sau. Nhưng MBS thì mình có chốt bớt ngày hôm qua. Những cổ phiếu như MBS thì nó đang kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ. Hôm qua thì mình có chốt bớt một phần ở cái vùng 35.5, chờ nếu như thời gian tới nó test lại mà nó cho chúng ta cái điểm mua câu vừa lại mua gia tăng thì anh chị em mua lại sau đó chính là để mua test cung. Anh chị em nhé Hay những cổ phiếu như đạt phương trong trường hợp để mình giải thích để mình phân tích với anh em về một số cổ phiếu. Trong trường hợp anh chị em đang cầm thì anh trong mua ngày hôm qua, mua gia tăng ngày hôm qua hay là vẫn đang cầm ở vùng hồi đầu tháng 7, ngày mùng 5 tháng 7 thì khoản lãi nó vẫn đang có, vẫn đang cầm. Nhưng kết phiên ngày hôm nay nó có một phiên thanh khoản tương đối lớn so với trung bình khoảng 10 phiên liên kề trở lại đây mà giá cổ phiếu thì lại quay đầu tuy nó vẫn giữ được mức giá tăng nó quay về lớp gáp sau đó cuối phiên nó tăng nhẹ một chút nếu như trong trường hợp ngày mai nó tiếp tục giảm nhẹ về quanh 59 nó cân bằng được ở quanh vùng 59 rồi ngày kia nó ảnh hướng lên thì khả năng là sắp tới sang tuần thằng Đạt Phương lúc đấy thì nó mới tăng mạnh được đây cũng chính là cái đánh giá mà mình phân tích mình chia sẻ gửi anh em ở cái phiên sáng nay và trong trường hợp mà thằng này chưa vượt được ngay đỉnh Nó gặp cản ở vùng trên này Thì sau đó nó tìm điểm cân bằng lại ở quanh vùng 59-59.5 Sau khi cân bằng thành công thì nó sẽ đánh hướng lên Và lúc đó nó sẽ cho anh chị em cái điểm mua lại Trong trường hợp anh chị em bán ra, chốt lời ra ở ngày hôm nay Anh em nhá, đấy là vận động của thằng Đạt Phương Cũng như là thằng HSS hay là TCH thì nó cũng vận động tương tự như vậy Thanh khoản ở phiên ngày hôm nay nó không quá lớn thì trong trường hợp mà ngày mai tiếp tục test lại này, cuối phiên ngày mai xanh, sau đó sang phiên ngày kia lại giao dịch lại giá đỏ. Phiên thứ sáu tới thằng TCS nó sẽ được đánh lên, nó hoạt động tương tự giống như là cái thằng TG. Thì nếu như mà ghép thanh ba lại thì anh chị em có thể thấy là tổ hợp của ba cái phiên này cộng lại này. phiên ngày mùng 5, mùng 8, mùng 9 tháng 7 của thằng TG nó đang giống với cái phiên ngày hôm nay của thằng Đạt Phương Thì với diễn biến này Có thể thằng Đạt Phương Ngày mai nó sẽ tiếp tục nó test nhẹ lại Quanh vùng 59 Không nên thủng vùng 58.5 anh em nhé Nếu như thủng 58.5 Thì cổ phiếu nó hoạt động hơi xấu Đặc biệt là nếu như mà thanh khoản cao quá ấy, Thì hoạt động hơi xấu Cái phiên ngày hôm nay một phần nó quay đầu Bởi vì nó test lại Nó kiểm tra lại thanh khoản của phiên này, này. Hàng về ngày hôm nay nhiều nhà đầu tư sẽ bán ra một phiên rung lắc thì trong trường hợp một vài phiên tới nó kiểm tra lại thành công Nó sẽ cho anh chị em cái điểm mua câu vở lại Với thằng Đạt Phương anh em nhé Hay như TCS hay như HSS Hay kể cả như NHA cũng vậy Hay như là thằng MBS cũng vậy MBS hoặc một vài phiên tới hoạt động tích cực Nó sẽ cho anh chị em cái điểm mua gia tăng Anh em nhé Ở đầu phiên ngày hôm qua thì mình có báo anh em trong zoom khách hàng Một số anh em vượt được cái thằng SIP Nó đang vận động kênh trên có xác suất sắp vượt đỉnh Tuy nhiên anh em mà đánh thì ưu tiên đánh nhỏ vì thanh khoản của nó hơi nhỏ. Thì cuối phiên hôm qua nó tăng ngay, hôm qua nó tăng gần 2%, hôm nay nó tăng 5% nữa. Ngày mai hàng về anh chị em có thể canh để chốt lời nếu như mà không thích cầm lâu những cổ này. Trên video mà mình phân tích chưa có cổ phiếu anh em đang cầm chưa có cổ phiếu anh em đang quan tâm. Anh chị em cứ comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết để anh chị em có cái định hướng phù hợp nhất với cổ phiếu trong thời gian tới anh chị em nhé. Còn một số cổ phiếu khác như là, như là thằng uh, dj anh chị em mà thấy cái tín hiệu mà một vài phiên tới nó giảm, nó giảm về đây này. Nó anh tương tự giống như cái phiên này này, nó giảm gãy kênh luôn. Nhưng sang phiên hôm sau thì nó cân bằng và khoảng 3 phiên sau đó nó giữ cái trạng thái nằm phía trên đường xu hướng và sau đó thì nó tăng mạnh. Trong trường hợp mà anh chị em có muốn gom dần thằng d quân mà một vài phiên tới thì nó giảm về quanh 62 62.5, anh chị em có thể lấy trước vị thế thăm dò lấy trước. Chờ tín hiệu xác nhận rồi anh cho em lấy nốt vị thế Khi nó đã xác nhận vị thế Nó tăng rất mạnh để thằng Easy One Pet thì mình không đánh giá cao bằng đâu M với kép G thì có khả năng nó sẽ đánh theo kiểu này Nó sẽ test lại quanh vùng này một vài phiên Rồi nó sẽ đánh lên Hình như FRT cũng vậy FRT thì bắt đầu hướng lên dần rồi này Có thể nó sẽ test lại đáy quanh vùng này Một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục tiến lên đến vùng này kiểm tra lại này Sau đó tiếp tục test lại Nó kiểm tra đi kiểm tra lại cái vùng này khoảng hai ba lần sau đó thì nó sẽ đánh lên để thấy đánh của những cổ phiếu kiểu như là FRT đối với cái nhóm cổ phiếu thép thì giai đoạn này hoạt động nó hơi tiêu cực là Nam Kim này Hòa Sen hay Hòa Phát mình cầm thằng VGS thì hôm nay mình chốt bớt còn giữ 50 phần trăm thôi mình mua thì mua ở phía này cũng một số anh chị em mua được cùng mình vùng 36 36.5 thì hôm nay mình bán thì còn giữ lại 50 phần trăm mình chặn cái vị thế còn lại ở cái mốc là 39.5 nếu như thủng thì mình sẽ bán nốt còn trong trường hợp nó kéo Tiếp tục kéo thì mình sẽ tranh thủ Cái nhịp kéo tiếp diễn để mình bán Mình chốt lời Mình không ưu tiên giữ cổ tức, nhận cổ tức Đối với thằng VGS, anh chị em mà đang cầm VGS Thì ưu tiên bán trước ngày 23 nhé Ưu tiên bán trước ngày 23 23 bán này anh chị em vẫn nhận quyền đấy Cổ phiếu này uh, chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100 chia 5 anh chị em có 100 cổ phiếu được thưởng thêm 5 cổ phiếu và ngày thực hiện là 24 tháng 10 dự kiến là 24 tháng 10 mình không ưu tiên nhận anh em nhé VGS còn cái những cổ phiếu như Nam Kim như Hoa Sen thì vẫn đang test lại vẫn đang kiểm tra lại cái vùng đáy bên dưới thằng Hòa Phát thì nó chịu áp lực tới được việc là giá thép HRC nó giảm mạnh quá nó quay gần như là về cái vùng đáy năm 2020 2021 Hòa Phát là một doanh nghiệp xuất thép cuộn cán nóng đây là doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp trong ngắn hạn có thể trong ngắn hạn vì phần nào nó nó ảnh hưởng lên trực tiếp lên giá cổ phiếu rồi thời gian tới giá thép mà nó hồi phục tăng lên cũng như là cái chuyển biến từ việc chống bán phá giá thép ấy, nó chuyển biến tích cực thì sóng cái nhóm thép nó mới tích cực lên được gia đoạn này thì tạm thời mình lưu ý quân với nhóm thép hôm trước thì vừa bán thằng hoa sen ở phía này xong. không bán ở phía này thì bây giờ hòa vốn bán ở phía này vẫn có lãi nhưng mà để đến thời điểm hiện tại là hòa vốn rồi một số anh em mà còn mua đuổi thì thậm chí là để đến thời điểm hiện tại là lỗ ngược rồi cơ thì với cái nhóm gửi này tạm thời trong ngắn hạn thì mình không ưu tiên anh em nhé phải chờ phải chờ thêm nó đánh như này thì thôi chúng ta lui quân đã một số cổ việc anh em có thể quan sát tiếp tục quan sát đó là thằng PHR của nhóm cao su ấy cũng như thằng DRC nó vẫn đang vận động tích cực này. thằng DRC ở đây nó đang vận động tương đối tích cực nó đang vận động tương đồng với cả thằng thằng TG vùng này anh em chú ý cho mình thằng này, thằng DRI DRC và PHR tích cực GVR thì bây giờ hơi khó mua GVR có thể nó sẽ đánh đánh kiểu rung lắc này sau đó sẽ đi lên đánh theo kiểu tương tự vùng này thì bây giờ phải canh rung lắc canh giá đỏ để tham gia Cái thằng gvr thôi còn anh em nào không thích gvr có thể lựa chọn thằng drc cái nhóm này mình đánh giá khá tích cực cái hoạt động đều tích cực so với thị trường từ phr này đến drc đến dri này hay gvr đều hoạt động tích cực so với thị trường hay thằng lhg này nhóm bất động sản công nghiệp ấy hay bcm nhóm bất động sản công nghiệp hoạt động rất tích cực này edc thì hoạt động hơi xấu hơi tiêu cực Ita thôi không nói nhá Ita bị uh, hạn chế giao dịch rồi EGC hoạt động cũng khá là tích cực đấy cái nhóm bất động sản khu nghiệp anh em cần phải chú ý đấy anh em cứ ưu tiên những buổi mình vừa phân tích còn cái bán lẻ thì có thể thằng DZ Quân, thằng, thằng DGVK hóa chất thì có thể theo dõi thằng đức giang còn thằng đạm cà mau đạm phú mỹ thì hoạt động không đẹp bằng à? hoạt động không, không tích cực đâu bsc có thể sẽ đánh lên đấy nhưng mà mua bây giờ nó hơi khó mua hơi rủi ro VHC anh em có thể chú ý thêm nhé. Pan thì có khả năng là ngày mai ngày kia sẽ đánh tăng mạnh vượt đỉnh này. PVP hôm nay hoạt động tương đối tích cực này. Cổ phiếu này có thể sẽ tiếp tục hướng lên đến vùng này, sau đó đánh theo hướng này này. Thì thời gian tới anh em có thể canh để giải ngân ở quanh vùng này. Anh em nhé. Còn anh chị em mà trong thời gian vừa qua đầu tư chưa hiệu quả, đích hình phương pháp đầu tư nó chưa rõ ràng, chưa giúp anh chị em mang lại lợi nhuận trong thời gian vừa qua mà yêu thích cái phương pháp đầu tư của qua nhớ làm theo cái hướng dẫn trên màn hình nhanh chóng làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhanh chóng về đồng hành cùng quang thì nó xác nhận vượt đỉnh chúng ta sẽ ưu tiên tận dụng những cổ phiếu hoạt động kênh trên xu hướng đi lên nó có xác suất bước vào giai đoạn tăng mạnh chạy nước rút sẽ giúp anh em chinh phục được những cội tiềm năng này và mang về lợi nhuận trong thời gian tới anh em nhé anh em theo dõi video đến giờ này thì nhớ để lại cho quang một nút like subscribe kênh và chia sẻ video này những người anh em đang quan tâm để giúp mọi người có thêm ý tưởng đầu tư và góc nhìn về thị trường. Anh chị em nhé, cảm ơn anh chị em đã theo dõi.